Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Five Nights at Freddy's. Bắt đầu chơi thôi. Game này là game của con nít, mà không biết tại sao bọn nó lại sợ đến như vậy. Chơi thôi. Má ơi, bắt đầu thấy sợ rồi. Chết cha. Một này đầu tiên. Má ơi, cái gì mà ghê quá. Thì ra là như vậy. Sợ quá. Sao mày ồn quá vậy? Mỏ đi. Ok. Tìm một sữa đâu kì. Má ơi ghê quá. Đâu rồi? Quái lạ. Con chó này nó lâu thiệt. Nghe quá. Sao mà cái con robot chỗ đó thấy ghê ghê. Nhưng mà không sao. Mình là đàn ông con trai mà. Có gì đâu mà sợ chứ. Chết bà. Game này có gì? Game này mất tiền của mình. Vãi chó. Nó nói chật đã vô có cùng mình thắng rồi. Có gì đâu mà khổ ai đâu chữ. Hè, đúng là game con nít. Game bình thường thôi, không có gì gì đây. Con quái gì? Tự nhiên mà điều khiển này. Cầm gì vậy? Chết bà. Thật vô dụng. Mình có phải là thằng PewDiePie đâu mà sợ chứ. Y mỏ chó dùm đi. Thằng này nói nhiều lắm. Các bạn thấy không? Đi dùm đi. Chết bà. Chết bà. Con má kì. Có chỗ này. Nó vẫn còn ở đó. À.
Không có gì mà sợ hết. Không có gì mà sợ hết. Nó đã biến mất. Làm sao đây các bạn ơi? Chắc bà nó đã chạy rồi. Phải dụ nó thôi. Hả, lại chỗ đó đi, đâu lại chỗ tao. Chắc bà bị hư. Sửa. Sao nó lại dòm đưa? Chết chưa? Nó phá được rồi. Chết chưa? À, thật là ghê gớm. Ghê quá. À, một giờ rồi. 5 tiếng nữa thôi. Chết cha. Và sửa thôi. Cổ máy gì mà cù quá, như tụi nó là đập hết trời. Các bạn bình tĩnh ngay. Nếu có chuyện gì các bạn hãy bịt lỗ ta lại. Nếu không có trừ bị